Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, thằng Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được thành lập bởi cha Pedro Nguyễn Văn Tường, một nhà nghiên cứu khoa học cổ truyền nguyên thâm bằng phương pháp bỏ đói tế bào ung thư trên tinh thần sử dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano và các phác đồ hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư, nơi đây hoạt động dựa trên di nguyện của cha Pedro Nguyễn Văn Tường là ăn cây cỏ, buông bỏ cho không, đặt lợi ích bệnh nhân ung thư lên hàng đầu và nỗ lực hết mình để mang đến hy vọng chữa lành cho những người mắc bệnh ung thư. Phương pháp hỗ trợ điều trị bài bản kết hợp với y học cổ truyền với y học hiện đại. Phòng khám cha từ thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, áp dụng phương pháp hỗ trợ điều trị kết hợp với y học cổ truyền và y học hiện đại, mang đến hiệu quả cao và ít tác dụng phụ cho những bệnh nhân ung thư. Các bài thuốc được bào chế từ thảo dược thiên nhiên, quý hiếm, được nghiên cứu và kiểm nghiệm kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, phòng khám còn sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại để hỗ trợ điều trị, giúp nâng cao hiệu quả điều trị. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tận tâm, giàu kinh nghiệm. Phòng khám cha từ thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sở hữu đội ngũ các thầy thuốc là những người con ưu tú, giàu kinh nghiệm của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, được cha Pedro Nguyễn Văn Tường huấn nhục hơn 10 năm, luôn tận tâm với nghề nghiệp. Các thầy đều được huấn nhục bài bản, chuyên sâu về lĩnh vực hỗ trợ điều trị ung thư và luôn cập nhật những kiến thức mới để áp dụng và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư. Dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, và cha Pedro luôn kỳ vọng, tin tưởng tuyệt đối, mong mỏi các thầy thay cha để phát triển hơn nữa. Công trình nghiên cứu khoa học của cha mãi mãi tồn tại để giúp đời, giúp người, nhất là giúp những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Bên cạnh chuyên môn sâu, các thầy thuốc và nhân viên còn có thái độ ân cần, chu đáo, luôn lắng nghe và chia sẻ với bệnh nhân, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Phòng khám cha từ Nguyễn Thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn cố gắng mang đến dịch vụ hỗ trợ điều trị miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân ung thư. Phòng khám cũng thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, neo đơn, giúp họ có cơ hội vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Phòng khám cha Tường, nơi mang đến hy vọng cho bệnh nhân ung thư. Với phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tận tâm, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho nhiều bệnh nhân ung thư, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, và vươn ra tận đến những bệnh nhân ung thư ngoài nước có nhu cầu hỗ trợ điều trị. Nơi đây mang đến cho bệnh nhân ung thư không chỉ hy vọng được chữa khỏi bệnh mà còn cả niềm tin vào cuộc sống. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hân hạnh thông báo tiếp bệnh nhân ung thư mới, bất kể tình trạng thể chất yếu ớt, miễn bệnh nhân có khả năng tự ăn uống và di chuyển, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ điều trị. Mục tiêu của phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận hỗ trợ điều trị ung thư cho tất cả các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư ở giai đoạn muộn hoặc có thể trạng yếu. Chúng tôi tin rằng việc phát hiện và hỗ trợ điều trị ung thư sớm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ chữa khỏi và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi mong rằng thông tin này sẽ giúp ích cho những bệnh nhân ung thư và gia đình của họ trong việc tìm kiếm cơ sở hỗ trợ điều trị ung thư uy tín và tin cậy. Xin trân trọng. Thank you.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa nhường bao. Bài lên tới thiên đường, bài lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm màu. Lên tới thiên đường nhiệm màu, thiệt thà là như cánh giạc kêu sương. Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lê tôn thờ. Con khánh xin người thương cần cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ơn, ban muôn hồng. Suốt đời con, ngày đêm suốt đời con, lời cầu những trầm hương dân, hương thánh Chúa giác dào, chiều con lên tới đỉnh cao, lời con như trầm hương. Bài lên tới thiên đường, bài lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm màu. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương.
và rẽ phải đi vào khoảng 500 mét. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.